Xin chào các bạn, đây là chiếc iPhone cho là iPhone 4G. Chiếc này do anh Phương ở bên cửa hàng Nam Phương đã mang về. Các bạn coi trên hình thì có thể nó nhỏ hơn, nhưng mà cầm thực tế trên tay thì khá dài, chỉ nhỏ hơn và chiều ngang thôi. Máy rất là chắc chắn, rất là cứng, cảm giác rất là cứng. Phía sau cũng là một mặt kính, phía trước cũng là một mặt kính. Đây, camera ta có đèn flash. Cái máy này bộ nhớ là 16GB. Ở đây có những cái mã nhiều chữ X. Phía trước mình có thấy cái camera khác kế bên cái loa. Đây là cái nút home truyền thống. Ở cái máy mới này các bạn sẽ cảm giác nó dài hơn, bên này nó mỏng hơn. Đó. Hai cái nút ở bên tay trái thì đây các bạn thấy cái nút tắt và mở cái âm lượng, tăng giảm volume giống như ở bên máy cũ thôi. Cái nút làm khác là chút xíu là tròn. Hai nút tách rời. Ở đây là một cái khay SIM. Đây là ở dưới có hai cái không biết là mono hay là stereo để kết nối bình thường. Đây chúng ta không tìm thấy cái chỗ nào để có thể mở ra, sẽ phải là phải cạnh. Các bạn thấy là cái màn hình này đã bị vô hiệu hóa. Mình nghĩ rằng Apple đưa cho ai đã cầm máy này và đưa cho một cái mã, nếu mà khoảng một thời gian nào đó mà người đó không nhập cái mã vào thì máy sẽ tự động treo, chứ không phải là vô hiệu hóa từ xa. Rõ ràng là các bạn thấy là cái chiều ngang của cái iPhone mới nó mỏng hơn, khá nhiều, mỏng hơn độ khoảng 4 ly. Chiều cao thì cao hơn một chút, thì đâm ra là các bạn sẽ cảm giác nó dài hơn là bình thường. Cái màn hình thì kích thước coi như là bằng nhau, khoảng này cao hơn. Và cái máy này về tổng thể nó mỏng hơn, so với cầm khá nam tính, nhưng mà nó sẽ bị hơi đau tay so với mặt kia. Cái cạnh phải nó có cái độ mạnh micro sim, sim nhỏ, sim cắt thì bỏ vừa. Rất là chắc chắn. iPhone mới này cầm nặng và chắc chắn hơn iPhone cũ rất là nhiều. Nhìn có vẻ nam tính và cái đường nét nó hiện đại hơn. Rồi, xin cảm ơn.